Đây là những phi công chiến đấu ở Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân, đóng tại sân bay Biên Hòa. Họ là những chàng trai còn rất trẻ nhưng đầy bản lĩnh. Họ là những người điều khiển tiêm kích Sukhoi Su-30, máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Không quân Việt Nam. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Khánh được bổ nhiệm làm phi đội trưởng phi đội 2 khi mới chỉ ngoài 30 tuổi. Trẻ tuổi, song phi công này đã có thành tích đáng nể. Anh có gần 600 giờ bay tích lũy, là phi công cấp 2, hoàn thành xuất sắc nhiều nội dung khoa mục huấn luyện quan trọng. Từ năm 2022, Nguyễn Ngọc Khánh là một trong số ít phi công trẻ của quân chủng hoàn thành chương trình bay đề cao với chuyên gia Nga, với nhiều khoa mục khó, phức tạp. Năm 2024, anh vinh dự là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng toàn trung đoàn giai đoạn 2019-2024. Đối với một phi công quân sự thì đã có rất nhiều cái áp lực từ những khâu chuẩn bị bay, rồi về sức khỏe, về tinh thần, về tâm lý, tư tưởng. Phải luôn là kiên định, vững chắc với sự cố gắng và tìm tòi, học hỏi qua từng ngày để có thể là cùng với phi đội là làm hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ khi mà cấp trên giao phó. Ở trung đoàn 935 có hàng chục phi công còn rất trẻ. Là phi công lái máy bay tiêm kích, ngoài việc được đào tạo bài bản, đòi hỏi thể lực tốt thì cần có bản lĩnh, có kỹ năng thực hành sử dụng thao tác trên máy bay thành thạo. Chưa hết, phi công cũng là người lính nên cần có tinh thần đồng chí, đồng đội, luôn cầu thị, chủ động học hỏi các đàn anh lớp trước. Đối với việc đào tạo các đồng chí phi công trẻ mới ra trường về trung đoàn 935 và đặc biệt là đào tạo đội ngũ cán bộ thì chúng tôi luôn lựa chọn ưu tiên những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cao để huấn luyện đào tạo. Đầu tiên là đào tạo về huấn luyện trình độ bay, trực ban sẵn sàng chiến đấu, sau đấy thì lựa chọn cất nhắc và đưa vào đào tạo những đồng chí sẽ là làm nguồn kế cận về cái nguồn cán bộ. Với đội ngũ phi công trẻ tài năng, nhiệt huyết, những năm qua, Trung đoàn 935 đã tổ chức hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ các chuyến bay nhiệm vụ như bay rút ban, bay trinh sát tuần tiễu, bay che đầu bảo vệ cho đoàn công tác của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, cho tới bay biểu diễn triển lãm quốc phòng quốc tế, bay thực binh trong diễn tập hiệp đồng với các quân binh chủng. Tất cả đều đảm bảo không để bị bất ngờ, lỡ thời cơ, bảo đảm khi có lệnh là cất cánh.